Nhằm thúc đẩy thương mại đầu tư song phương, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp ngài Mark Garnier, đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Brunei. Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi các giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương, thực thi hiệu quả hiệp định UKVFTA, đồng thời thống nhất kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết và đánh giá 2 năm thực thi UKVFTA vào giữa năm 2023. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh xu thế chuyển dịch xanh trong thương mại hai nước và kêu gọi phía Anh tăng cường hỗ trợ để thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ xanh cho Việt Nam. Trao đổi về lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng đề nghị trong thời gian tới, Vương quốc Anh xây dựng những gói tài trợ cụ thể để hỗ trợ Việt Nam thực hiện chuyển đổi năng lượng một cách hiệu quả. Hai bên cần tập trung vào hỗ trợ tư vấn chính sách để Việt Nam có thể xây dựng chính sách phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch phù hợp cho tương lai, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các ngành năng lượng mới, công nghiệp mới, hỗ trợ hoặc hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam tiếp nhận công nghệ mới, làm chủ công nghệ, quá trình sản xuất các thiết bị phục vụ cho quá trình chuyển dịch năng lượng, bao gồm cả các thiết bị điện gió như cánh quạt, tua bin, động cơ điện.